Vâng, và có rất là nhiều anh em mình bị lỗi cái auto market play này thì thực sự là nó cũng khá là dễ thôi, nhưng mà do anh mình không làm đúng bước thì ở trong cái video này mình sẽ hướng dẫn anh mình đăng lại này. Đầu tiên là bây giờ cách lấy cái vị trí địa lý ra làm sao thì ở trong cái phần vị trí này nó có vị trí sẵn rồi, anh mình cần Ctrl C nhé, cần Ctrl C copy cái vị trí này ra một cái vị trí vào trong một cái tập Word như thế này, ok chưa ạ? Và bây giờ mình lấy một cái vị trí đi, ví dụ map này, map lấy vị trí, ví dụ như là tôi lấy một cái vị trí đại ở trong thành phố Hồ Chí Minh ở đó nha, Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Bây giờ target vào trong cái thành phố Hồ Chí Minh này, zoom zoom cao lên, đúng không ạ? Zoom thấp vào như này để mình chọn được cái vị trí, mình chọn vệ tinh để cho biết là chỗ đấy là nó là cái gì, đông người hay không, đúng không ạ? Đây, ví dụ như chỗ này khá đông người, phường 9, đúng không ạ? Đây, tôi chọn đây. Thì ở dưới phần này nó hiện ra cái tọa độ này, mình bấm vào cái tọa độ, đúng không ạ? Thì bên này là cái thông số này, đúng không ạ? Bạn nhìn thấy chưa ạ? Thì đây là phường 9, đúng không ạ? Phường 9, đúng không ạ? Quận 11, ok chưa ạ? Và đây mình sẽ để vào đây. Bây giờ mình enter, mình cần chôn V ở đây và mình định dạng, đúng không ạ? Mình định dạng lại theo cái định dạng chuẩn của cái này, đúng không ạ? Mình copy, copy, cần chôn C, đúng không ạ? Cần chôn V vào đây, đúng không ạ? Xóa cái này đi. Bản thân cái này thì nó có một cái dấu gạch, đúng không ạ? Và nó không có gạch thẳng, đúng không ạ? Và nó không có dấu cách, ok chưa ạ? Và chỗ này mình ghi là quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đây. Hồ Chí Minh, ok. Đây, tôi lấy một cái vị trí địa lý. Và anh mình cứ làm tiếp như vậy thôi, nó chuẩn xác là mình còn chôn V lại thì mình lấy lại đúng cái định dạng như này. Còn chôn xe được chưa ạ? Mình dán lại vào đây. Ok, và chỗ này có khoảng cách thì mình đừng để khoảng cách gì hết. Rồi bây giờ, ví dụ tôi đang cái áo thun đi, tôi sẽ để áo thun đẹp, đúng không ạ? Gạch nối, đúng không ạ? Áo phản quang, đúng không ạ? Hai ba cái thôi là được rồi. Bây giờ tôi lấy cookie nhá. Hiện tại bây giờ mình sẽ lấy cookie, tôi sẽ lấy cookie ở cái nick của mình. Đây. Thì quay về, đúng không ạ? Bấm F12, đúng không ạ? F12 bấm vào Network, đúng không ạ? Tắt này đi. F12 bấm vào BNZ, bấm Enter. Nếu mà không ra bấm F5, BNZ bấm F5 được chưa ạ? Bấm BNZ và bấm F5, mình chọn một cái dòng, đúng không ạ? Và chọn phần cookie bên này bắt đầu từ chữ SB, mọi người hình dung chưa ạ? Bấm từ chữ SB này, mình cần sao chép, đúng không ạ? Bấm chuột trái, bấm chuột phải, bấm sao chép. Bây giờ mình lưu vào một cái tập Notes, đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ lưu vào cái một cái cookie, đúng không ạ? Tài khoản, tạo ra một cái tài khoản đi, tài khoản đang market đây, mình cần chôn V vào đây, mình cần lưu, cần chôn S lại. Thì cái tài khoản đăng này mình đưa lên đầu, nếu mà là cái phiên bản Notepad cộng cộng ấy, đưa lên đầu, cần chôn S, ok. Sau đó là mình bê thêm vào dạ, và đấy, nó hiện lên như này là được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn file hình. Bây giờ mình chuẩn bị một cái file hình. Thì đây tôi đã có chọn một cái file hình nhá. Ảnh kinh doanh. Bây giờ lấy đợi một cái áo nào đấy. Ví dụ như cái áo này đi ạ. Cái áo này là áo KN6 đi. Chọn cái áo KN6. Vì ở đây là ví dụ như cái còn đây. KN6. Chọn vào đúng, chọn một cái folder ảnh KN6, ok. Rồi chọn xong rồi bên giá này tôi để bằng không, đúng không ạ? Mục quần, mục danh mục thì để sao cũng được, đúng không ạ? Không cần thiết. Thì bây giờ là cái chỗ phần này, phần mô tả này, tôi sẽ copy cái phần mô tả của tôi ra cho anh mình xem này, phần mô tả này, đúng không ạ? Copy ra đây, áo thun thì bây giờ tôi thay lại áo hoodie đi. Giá cực tốt. Đấy. Ok. Vậy thôi. Không cần cái gì nhiều mà chỉ cần đủ thôi là được rồi. Rồi, tôi xóa đi. Tôi dán lại, xóa cái phần dưới này đi, đúng không ạ? Rồi bây giờ tiêu đề này, chả có 1.000 cái áo hoodie này. Siêu hot, đúng không ạ?
thêm cái này cho cái khung vào, cho cái dấu ngoặc vào. Ok, bây giờ là tôi sẽ để thời gian delay là 20 hoặc 25 đúng không ạ, 25 giây. Bây giờ là trong cái ảnh đấy là folder ảnh của tôi là khoảng tầm 1, 2, tầm đâu đó là 17 ảnh đúng không ạ, thì tôi đăng khoảng tầm 3 bài thì đúng không ạ, demo cho các bạn xem. Rồi kiểm tra lại áo hút đi đi ạ, cái thẻ tác đây, cái thẻ tác đúng không ạ, hút đi đẹp. Cái thẻ tag này với cái hashtag nó khác nhau. Hashtag là cái ở dưới đây là hashtag này, còn cái thẻ tag này ở trên cái marketplace á nó tương đương với cái gì ạ? Nó tương đương với cái thẻ của cái bài marketplace này để phân biệt với cái sản phẩm khác á. Ok, vào đây tôi đang thử nhé. Xóa phần lock này đi. Ok, đăng. Và bây giờ là cái tool nó sẽ tự động đăng lên xem bị lỗi gì không nha. Làm đúng như vậy thôi. Rồi, đăng. Đúng không ạ? Nếu mà đang thành công thì nó sẽ báo trạng thái thành công ở đây, trả về kết quả đúng không ạ? Rồi ok. Và làm đúng y chang như vậy. Đúng không ạ? Mọi người làm đúng theo thao tác bước như vậy thôi là nó sẽ đăng được, còn nếu mà không đăng được thì inbox cho fanpage là nhờ shopbot. Bởi vì tôi kiểm tra nhá, nếu như mà đăng lần đầu thì rất dễ cái nick nó sẽ bị checkpoint, đúng không ạ? Rất dễ bị checkpoint. Đấy, thì mình xác minh mình lấy lại thôi. Tài khoản của bạn này đúng không ạ, đây đây ạ, cái áo mới đăng đây ạ, ok chưa ạ, cái hình ảnh nó mới đăng đúng không ạ, đây cái hình ảnh đây ạ, đấy nó sẽ đăng xong cái bài nào nó sẽ xóa bài đấy, rồi nó đăng lên được hai bài này đúng không ạ. Và bạn bảo là bị lỗi thời gian đăng chậm hay không ấy, thì so xem cái máy lại như thế nào, chứ còn cái bản này là phiên bản nó như vậy rồi đúng không ạ, và đăng khá là ok. Và cái công cụ là khá là dễ sử dụng rồi, và đấy lại đăng thêm một bài nữa, nên ra là chúng ta chú ý nhé, chú ý cái vấn vấn đề đăng đúng không ạ, và chúng ta xem cái vị trí của nó, xem bài nên biết đúng không ạ, và vị trí ở quận 11 này đúng không ạ, phường 6 quận 11 này, đúng theo cái vị trí mà chúng ta target đúng không ạ, đây đúng cái vị trí mà chúng ta target đây. Đây. Đấy, đúng vị trí target này. Ok chưa? Và cái vị trí và cái tiêu đề cái ảnh một cái hút đi siêu hot này. Đấy, và tôi đăng 3 bài thì bây giờ tôi kiểm tra lại là nó đã 3 bài chưa nha. Đây 3 bài. Ok ạ. Chúc các bạn thành công. Và cái vấn đề là chúng ta copy lại làm sao đấy các cái thông số nó sẵn có rồi, chỉ cần thay đổi thôi. Ví dụ như control C vào đây, control V chúng ta copy lại, còn chuyên về thì bây giờ chúng ta làm lại một cái mã, một cái vị trí đúng không ạ, một cái vị trí mới đây, ví dụ như là vị trí này, vị trí mới đi, kiếm một cái vị trí mới đúng không ạ, bấm bên này vị trí mới này, vị trí mới này đúng không ạ, và chúng ta copy cái tọa độ này, đây là cái tọa độ đúng không ạ, nên ra là chúng ta bây giờ bỏ vào guộc đúng không ạ, đây là một cái thủ thuật thôi đúng không ạ, và bây giờ dán mình định vị định dạng lại giống y như cái này đúng không ạ, mình copy lại, mình copy lại cái chỗ này đi, ví dụ như vậy gọi mình thay tên vào, rồi chỗ này là có một cái dấu gạch thẳng đúng không ạ, mình gạch thẳng thế thôi, và đừng có để dấu cách nào hết, và đúng cái vị trí này nó sẽ đăng được thế thôi. Còn cái mô tả thì nó cơ bản là vài dòng như thế này để cho nó hợp lý thôi, còn cái tiêu đề đúng không ạ, còn cái tiêu đề rồi là các cái thông số, còn tiêu đề mô tả thế thôi, có ba bốn cái vấn đề cần chú ý như vậy thôi mà anh mình cứ bị lỗi hoài, tôi cũng không hiểu là vấn đề bị sao nữa. Chúc em mình thành công nha, xin chào và hẹn gặp lại.